Xin chào các anh chị. Với các cái tiêu chí đơn giản, minh bạch, đo lường, xin được trở lại với anh chị trong cái nội dung tổng hợp thị trường ngày 19 tháng 8 và nhận định thị trường các cổ phiếu ngày 20 tháng 8 năm 2021. Đầu tiên là đánh giá thị trường, tiếp theo là đánh giá các cổ phiếu mạnh, các cổ phiếu bùng nổ và cùng với anh chị rà soát các cổ phiếu trong danh mục đầu tư của các anh chị và tập trung vào các cái nhóm ngành rất là mạnh hiện nay. Thứ nhất là chứng khoán, bất động sản, ngân hàng thép, một số cổ phiếu về hóa chất. Tiếp theo đó thì sẽ cùng với anh chị là đánh giá các cái cổ phiếu kiệt khối lượng, bởi vì trong giai đoạn hiện nay là thị trường đang có cái xu hướng là sideways và có thể sẽ tiếp tục rũ bỏ và test lại. Do vậy là cái chiến lược là đánh cái cổ phiếu kiệt khối lượng, đánh tại các cái điểm test này, nó sẽ là cho chúng ta các cái vị thế rất là an toàn anh chị nhé. Thì đầu tiên mình cũng muốn chia sẻ với các anh chị một chút về cái quan điểm phân tích kỹ thuật ở đây khi đánh giá thị trường chung. Đối với cả cái phương pháp Ken Slim hoặc là VSA ấy, thì khi mình đánh giá thị trường chung thì mình luôn luôn dùng cái phân tích kỹ thuật và gần như nó sẽ lượng hóa được 95%. Tức là đây là mình không muốn nói đến câu chuyện mà cảm tính hay là các cái suy diễn, tất cả đều từ đồ thị mà chúng ta nhận định ra. Tất nhiên là trên cái quan điểm là chúng ta nhìn vào dòng tiền của các nhà đầu tư lớn, sẽ có những cái lúc mà chúng ta sẽ phải phân tích theo một số những cái định luật, cái nguyên lý của William O'Neill hoặc là VSA. Tuy nhiên là nếu nó xảy ra các cái tình huống không như mong muốn thì chúng ta sẽ phải, thì là thị trường sẽ luôn đúng và chúng ta sẽ phải thay đổi cái cách tiếp cận vấn đề ngay. Tuy nhiên ở đây thì tại sao mình nói thế là bởi vì rất nhiều anh chị hỏi rằng là đối với cái phiên đáo hạn phái sinh ấy, thì nó có ảnh hưởng gì đến phân tích kỹ thuật không và đánh giá ra sao. Mình thì mình thấy là mình không quan tâm nhiều. Không phải là nó không có ảnh hưởng đến thị trường, bởi vì quan điểm của mình là khi mà thị trường lên, các cổ phiếu đi lên, nó có xu hướng thì nó sẽ đi theo cái xu hướng đó, hoặc là thị trường cổ phiếu đi xuống thì nó sẽ theo xu hướng đó. Bản thân những cái phiên mà đặc biệt hoặc một số những cái phiên như thế nó không ảnh hưởng nhiều, bởi vì đâu đó chúng ta nhìn lại các cái hoạt động lịch sử, chúng ta đâu có vác các cái phái sinh để chúng ta ra suy luận đâu. Do vậy là tất cả ở đây chúng ta đều dùng về đồ thị hết đấy. Thì đối với thị trường, quan điểm của mình thì các anh chị có thể xem lại các cái clip trước, thì kể từ ngày 30 tháng 7 là mình cũng đã chia sẻ với các anh chị một quan điểm là chúng ta bắt đầu tham gia quay lại thị trường, đúng không ạ? Tại vì sao thế? Tại vì cái phiên này nó đã test vượt cái đỉnh cũ cũng như là vượt cái đường MA20, mặc dù không bùng nổ theo đà nhưng khối lượng lớn thì chúng ta đã xác nhận từ đó là chúng ta quay lại thị trường, và hiện nay thị trường vẫn là trong một cái xu hướng uptrend, và cho đến giai đoạn hiện nay nó lên ở cái vùng này thì nó cũng khá là rung lắc. Như cùng mình cũng chia sẻ với anh chị rồi, bởi vì nó vùng này nó cái vùng mà nó là cái vùng kháng cự cũ. Ngoài ra ở đây nó sẽ có cái hoạt động test rũ bỏ đối với những nhà đầu tư chốt lời từ phía dưới này lên. Đấy, thì cho đến hiện nay thì các anh chị thấy là chúng ta vẫn duy trì cái quan điểm là một thị trường đi lên. Tuy nhiên là đến nay thì chúng ta sẽ có thêm một cái kịch bản nữa là kịch bản thị trường có thể sẽ sideways. Như thế này thì thị trường rất là khó xuống anh chị nhé, rất là khó xuống. Nó có thể đi sideways hoặc nó sẽ đi lên. Và nhiệm vụ của ta ở đây là sẽ tập trung vào các cái cổ phiếu mà có thể cho chúng ta lợi nhuận. Chúng ta tập trung vào các cái cổ phiếu mạnh nhất, các cái dòng cổ phiếu nhất và chọn những cái điểm mua tối ưu. Đấy, thì VN Index hôm nay thì trong phiên thì nó rung lắc, nhưng cuối phiên thì kéo lên rất là mạnh, tăng 1% so với hôm qua với khối lượng ở mức bé. Tuy nhiên là đây vẫn xu hướng một cái xu hướng lên rất là rõ nét, không vấn đề gì. VN30 cũng vậy nhé, nó là một xu hướng lên. Các anh chị thấy những cái điểm này này, cái phiên này này cao hơn phiên này này. Đấy. Thì nó HNX Index thì là vượt đỉnh cũ anh chị nhé, vượt đỉnh lịch sử của nó nhé. HNX Index vậy nhé. Như vậy thì về thị trường chung chúng ta sẽ không cần phải nói nhiều nữa. Và tiếp theo thì mình sẽ trở về cái nội dung liên quan đến cái file Excel mà mình hay gửi tặng cho các anh chị hàng ngày ấy. Thì các anh chị có thể quét cái mã này này để các anh chị join vào group, hoặc là xem ở dưới phía dưới mô tả thì có cái đường link để join vào, thì các anh chị có thể tham khảo cái file này. Cái file này thì nó hàng ngày nó là các cái nội dung về đánh giá các cổ phiếu, về giá đóng cửa, về khối lượng trên tổng cái khối lượng lưu hành, các cái tăng giảm của cổ phiếu trong phiên, đánh giá cổ phiếu có đột biến về khối lượng hay không, các cổ phiếu mà có volume kiệt dần, các cổ phiếu bùng nổ đấy, các cổ phiếu mạnh nhất, các cổ phiếu và tăng từ nền là bao nhiêu phần trăm. Đấy, thì các anh chị thấy là cái cột này mình để rất lâu rồi, từ ngày 30 tháng 7 là chúng ta xem xét các cái cổ phiếu này đang tăng bao nhiêu phần trăm. Thì những cái cổ phiếu nào mà tăng mạnh hơn thị trường chung thì được hiểu, các cái nhóm đấy hoặc các cổ phiếu đấy thì được hiểu là mạnh hơn thị trường chung, do vậy là cái nhóm mà chúng ta sẽ dành nhiều thời gian quan tâm hơn. Đây là cái chỉ số trung bình ngành, tức là trung bình của các cổ phiếu này này,
thì nó rất là nó là cái cách để chúng ta đánh giá tương quan theo từng dòng anh chị nhé. Thì mình sẽ đi phân tích cho các anh chị, thứ nhất là các cái cổ phiếu mạnh nhất, các cổ phiếu mạnh nhất của ngày hôm nay cho đến ngày hôm nay. Các anh chị thường hỏi là cái đấy cổ phiếu mạnh nhất để làm gì, thì mình chia sẻ, thứ nhất các cổ phiếu mạnh nhất đó, nó thể hiện là dòng tiền đang vào cổ phiếu đấy rất là mạnh, nó đang xu hướng lên rõ nét, được mua vào, nó là những cái cổ phiếu đang cho các anh chị lợi nhuận rất là cao, và đó là những cái viên kim cương lộ thiên thì nó sẽ có xu hướng mạnh hơn tiếp. Đấy thì mình lọc các cái tiêu chí chủ yếu liên quan đến khối lượng về dòng tiền đây anh chị nhé. Khối lượng dòng tiền bùng nổ này, các cái mức gọi là giới hạn về tăng giá. Đấy. Thì các anh chị nhìn thấy đây là sẽ là những cổ phiếu mạnh nhất này. Mình sẽ search thử theo, thứ nhất là theo tăng giá nhé, thì các anh chị nhìn thấy này. Đây là các cổ phiếu mạnh nhất hiện nay. Đấy, TGG này, BMS này, TVB này, AMV này, FIT này, AAV này. Có những cổ phiếu thì nó cũng có cái sự rung lắc rồi, thì lát chúng ta sẽ xét sau. Mục đích ở đây là chúng ta muốn đánh giá xem các cái dòng nào mạnh nhất anh chị nhé. Đấy, chứng khoán thì này, WSS này, LSS này, VSD này, TCI này, HBS này, APS này, VGT này, DBT này, đấy, VDS này. Nhiều cổ phiếu chứng khoán đúng không ạ? Ô tô này, HASACO này, PVT này, CTS này, CMX này. Đấy thì một số cổ phiếu đây thì chúng ta sẽ sắp xếp theo một cái cách khác. Chờ một chút, mình sắp xếp lại để chúng ta nhìn xem các cái cổ phiếu mà ta tìm các cái dòng cổ phiếu mạnh nhất anh chị nhé. Đây, dòng cổ phiếu mình xếp theo dòng nhé. Đấy, các anh chị thấy này, hiện nay là dòng bất động sản này, chứng khoán này rất là nhiều nhé. Đây là CTS này, APS này, VMS này, AGR này, HBS này, WSS này, VSD này. Đấy, chứng khoán rất là nhiều nhé. Dịch vụ vận tải này thì là ao hết rồi, các cổ phiếu HH các thứ thì ao ra nhóm nó hết rồi. Hóa chất thì có thằng DPR là mạnh này, xây dựng có TGG và đây này, xây lắp này. Đấy, nói chung là số lượng cổ phiếu rất mạnh, rất là nhiều anh chị nhé, và nó chưa tập trung vào một số những cái ngành như là chứng khoán này, hóa chất cơ bản này. Đấy thì ở đây thì chúng ta sẽ tập trung nhiều hơn vào các cái dòng này nhé, một số cổ phiếu ngân hàng, xây dựng này. Đấy thì ở trong cái danh sách Excel này thì các anh chị sẽ nhìn đây, thì các anh chị sẽ tìm thấy các cổ phiếu mạnh nhất. Đấy, chúng ta nhìn các cổ phiếu mạnh nhất này, chúng ta cũng thấy là hiện nay có rất là nhiều cổ phiếu mạnh nhất, khoảng hơn 100 cổ phiếu cơ, bất động sản này, chứng khoán này. Như vậy thì thị trường này chúng ta vẫn yên tâm và lạc quan nhé. Xây dựng này, các anh chị cứ yên tâm. Hôm nay số lượng các cổ phiếu bùng nổ cũng khá là nhiều, các anh chị có thể search ở cột này, số lượng cổ phiếu bùng nổ hôm nay khá là nhiều nhé, hơn 60 cổ phiếu, tập trung vào bất động sản này, chứng khoán mới là nhiều nhất. Một số cổ phiếu về hóa chất cơ bản như PLC, CSV ấy, cũng rất tăng rất là mạnh. Thực phẩm có một số cổ phiếu và xây dựng, xây lắp. Đấy thì các anh chị có thể tham khảo cái này để đánh giá các cổ phiếu mạnh nhất, cũng như là xem các cổ phiếu bùng nổ để xem là cái dòng đấy nó xác nhận là dòng tiền đang vào. Đấy. Tiếp theo thì mình sẽ đi review các cái cổ phiếu theo các cái nhóm ngành anh chị nhé. Mình trở lại mình phân tích cho từng nhóm ngành. Thì cái này thì anh chị có những cái cổ phiếu mà các anh chị quan tâm hoặc nằm trong danh mục của các anh chị ấy, thì anh chị có thể tham khảo. Đây là cái cơ sở để đánh giá xem là nên mua hay nên nắm giữ, hay là mua thêm hay là bán các cổ phiếu anh chị nhé. Thì mình sẽ đi theo thứ tự cho nó dễ. Đầu tiên là PET. PET thì sau khi đây là cái nền của nó, nền 5 tháng thì phải, từ tháng 3 cho đến tháng 8 năm tháng đúng không? Thì các anh chị như này thì nó vẫn đang một xu thế lên nhé. Ở đây thì khối lượng nó có giảm thì nó sẽ tích lũy thêm. Các anh chị nhé. Các anh chị thấy những cái mũi tên này mình vẽ từ rất là lâu rồi. Đây là cái điểm mua bùng nổ thoát khỏi nền 1 của nó này. Bên lên tích lũy nền 2 khối lượng kia này, nó lại sắp chạy thôi. Không vấn đề gì, các anh chị nắm giữ những cổ phiếu như này thì ok nhé. FLT cũng thế nhé, FLT vẫn ok nhé. Kiệt Vôn tích lũy lại cũng vẫn đi lên. Các anh chị thấy cách phân tích này nó rất là đơn giản và nó minh bạch.
Các anh chị có thể đo lường được, các anh chị xem lại các cái clip trước, các anh chị đo lường được. Và cái tiêu chí ở đây thì mình, cái cách tiếp cận vấn đề đầu tư của mình là chia sẻ các anh chị là chúng ta sẽ đánh với những cái dòng cổ phiếu trụ hoặc những cổ phiếu mạnh, dòng mạnh thì chúng ta sẽ kiếm những cái lợi nhuận khoảng từ 20-30%. Chứ mình cũng không chia sẻ với các anh chị các cái cách đánh T3, T4. Bởi vì các cái cách đánh T3, T4 thì thông thường nó sẽ phù hợp với những cái bạn làm môi giới, các bạn sẽ chia sẻ cho các anh chị các cái cách giao dịch mà nó sẽ có cái lưu lượng giao dịch nhiều. Đó là một cái cách mà có thể các bạn ấy sẽ tăng các cái về hoa hồng môi giới cho các bạn ý. Mình thì không tiếp cận theo hướng đấy vì đó là cái cách rủi ro. Anh chị nhá. Ở thế giới di động này thì cũng đang tích lũy ở phía trên này nhá, của cái vùng kháng cự này thì cũng rất là ổn. Kiệt vô rồi anh chị nhá. Hôm nay rút chân lên nhá thì nó vẫn xu hướng lên. Thì các anh chị thấy cái mũi tên này vẽ được rất lâu rồi. Bất động sản này thì fit này hiện nay là cổ phiếu mạnh nhất, các anh chị cứ nắm giữ thôi. Có nhiều anh chị hỏi xem là có chốt lời hay chưa thì thấy mình thấy thì nó vẫn ok, dòng tiền vẫn tăng vào rất là mạnh. Khi dòng tiền vào mạnh như này thì nó rất là khó để nó có thể gục ngay được anh chị nhé. Nó cũng đang có thể gọi là chạy nước rút rồi, các anh chị có thể nếu mà để an toàn thì có thể chốt lời một cái tỷ lệ khoảng 20-30%, còn đâu tiếp tục các anh chị nắm giữ cho nó chạy. Khi nào gặp những cái phiên uptrend hoặc là những cái phiên down khối lượng lớn á, thì lúc đó chúng ta chạy thì vẫn ok anh chị nhé. BII này thì xu hướng lên này, hôm nay trần này. Đấy. Rất là ok đúng không? Các anh chị thấy là cái phân tích này rất là ok. Đích này thế này ok anh chị nhé, vẫn là lên nhé. Các anh chị có thể xem lại các clip trước, kể các anh chị hỏi là những cái phiên này thì ra sao, mình vẫn duy trì quan điểm là chúng ta nắm giữ các cổ phiếu này anh chị nhé. IDG này thế nhé, cũng là xu hướng lên nhé. Tất nhiên những cổ phiếu này hiện nay các anh chị mua là nó cũng khó mua rồi vì nó xa nền rồi, đích điếc là rất xa nền rồi. Trừ khi tích lại, ví dụ như đây này, cổ phiếu này là tích lũy là một cái nền mới này. Anh chị nhé. Đây là một cái nền mới này. Đấy, nhưng mà nó chờ dòng tiền vào thì chúng ta sẽ có thể tham gia được. NDN này vẫn lên, xu hướng lên nhé. TDC nhé, vẫn xu hướng lên nhé. Nắm giữ ok nhé. Tích này thế nha anh chị nhé, tích này thì ngày mai sẽ kiếm sẽ bùng nổ. Hôm nay tích này là kiệt vôn kéo lên này, sắp bùng nổ rồi anh chị nhé. Tích này thì nếu mà ngày mai không bùng nổ thì các chị có thể mua được. Lên nha anh chị nhé. Đấy, ok. Các cổ phiếu bất động sản, Nhà Từ Liêm này vẫn ok này. Nó cũng chạy rất là mạnh, giống như đích á, DG á, nó chạy phát lên đến 2 luôn mà chạy luôn. Nhưng mà NTL chậm hơn một chút vì nó tích lũy thêm, nhưng mà tiếp tục chạy anh chị nhé, rất là đẹp, cấu trúc rất là đẹp. EGC lạnh thế nhé, EGC thì đang lên, đang xuống lên và có thể sẽ tích lũy ở phần này. Hoặc có thể nó sẽ mạnh, nó không tích lũy và nó lên thẳng luôn. Như đây là các anh chị cứ nắm giữ. Đấy, CCL này vẫn nắm giữ này, xuống lên này. HTG này các anh chị nắm giữ nhé. Có thể mua bổ sung được, bởi vì nếu nó đây nó tích lũy thành một nền, có thể mua bổ sung được anh chị nhé. D2D cũng thế nhé, xu thế lên nắm giữ. HDC nắm giữ. Kiệt vôn có thể mua gia tăng được anh chị nhé. Những cổ phiếu này, bất động sản này rất là đẹp. SCR này, Long Hậu này đều lên hết, kiệt vôn lại tích lũy đi lên hết, đều rất đẹp anh chị nhé. SGS này thế này. Các anh chị thấy những cái phiên rung lắc này thì nhé, khi mà thị trường chung rung lắc thì nó sẽ giúp cho các cái cổ phiếu trong các cái dòng mạnh ấy, nó sẽ có cấu trúc chặt chẽ hơn, nó gọi là consolidate anh chị ạ, tức nó sẽ gần như kiểu của tái thiết hợp lý hơn, hợp lệ đẹp hơn. Đấy. Thì các cổ phiếu phía dưới thì mình cũng sẽ không review nữa. Hôm nay có cổ phiếu VIX nhé, nhiều anh chị hỏi là cổ phiếu VIX hôm nay dòng tiền vào thì các anh chị thấy là cổ phiếu VIX thì nó đang một xu thế xuống. Nhá, thì nếu mà phân tích theo cái phương pháp của phía đây á thì mình sẽ phân tích cho các anh chị xem là chúng ta có thể mua được cổ phiếu này được không anh chị nhé. Các anh chị thấy này, đây là một xu thế rơi và gần như rơi ở đây, nhưng mà thực ra nó đang thiếu hấp thụ nhé. Thông thường nếu những cổ phiếu mà rơi đây là đáy á thì nó sẽ có những cái áp suất rất là mạnh, hay nó gọi là stopping volume á, để nó chặn đứng cái lực rơi xuống, sau đấy nó sẽ có những cái giai đoạn dao động tái thiết ở trong này. Các anh chị thấy nó bắt đầu khi nó, tuy nhiên là đây không xuất hiện áp suất nhé, nhưng nó cũng như là chặn lại được. Đến đây là kiệt volume bán ra, xong nó kéo lên xong nó đột rũ, nó rũ, kéo lên không thành công, rũ xuống, rũ nhưng mà gần như hết lực rũ, bởi vì trong mấy phiên này nó rũ rất mạnh, thì hôm nay tự nhiên nó kéo lên, anh chị nhé. Thì nếu mà anh chị mua ở đây nhá, thì nó
chị cũng chỉ có thể kỳ vọng lợi nhuận ở đây thôi, bởi vì nó sẽ có một cái vùng kháng cự ở đây. Về mua ở đây thì hôm nay nếu anh chị nào mua thì cũng là mua được, tuy nhiên là nó sẽ gặp một kháng cự ở đây, cho nên kỳ vọng lợi nhuận cũng không cao. Đấy, mình phân tích như thế là anh chị hiểu. Cổ phiếu gì nhỉ? Vinhome. Thế Vinhome thì các anh chị thấy rằng là hiện nay hôm nay nó là một phiên xanh, thì các anh chị cứ hiện nay thì không nên nắm giữ, cũng không nên mua vào sớm. Các anh chị chờ cho nó tái thiết đi đã, các cái hoạt động cung cầu rũ bỏ sang tay của các cái nhà đầu tư, làm sao nó sẽ chuyển từ những cái nhà đầu tư weak hand sang strong hand, thì lúc đó chúng ta tính tiếp anh chị nhé. Ok, mình chuyển qua cái dòng mới là cái dòng chứng khoán. Chứng khoán thì hiện nay quá tuyệt vời rồi đúng không? Các anh chị mua các cái điểm mua này đều cho những cái lợi nhuận rất là tuyệt vời, thì cái cổ phiếu này đều giữ được hết nhé. BMS này ok này. Các anh chị không nên mua đuổi bởi vì nó đã rất xa nền rồi, chuẩn bị chạy nước rút rồi. APG thì rất là mạnh rồi. APG này thì các anh chị thấy sau những phiên tăng như thế này thì có thể nó sẽ sắp sắp rơi, bởi vì sao? Vì các anh chị những cái phiên này này nó đâu có khối lượng rất là thấp, nó không có không có cung, nhưng mà hôm nay các anh chị thấy rất là cao, như vậy lực cung tràn ra rất là nhiều, thì có những cái nhà đầu tư người ta chốt lời khá nhiều rồi thì khả năng nó sẽ sắp rơi nha, như này là chạy nước rút và khả năng nó sắp rơi đấy. FTS thì sau khi kéo lên thì đang chứng lại thôi, thì vẫn ok chị nhé, nó vẫn ok, vẫn nắm giữ được. Chủ đề gì? WS này xu thế lên này, ok này. PSI này thế này, xu thế lên, dòng tiền vào rất là mạnh này. Các anh chị nhìn thấy những số 1 của mình để đây này, 11111156 số 1 đây, thì chứng tỏ là nó là những cổ phiếu mà dòng tiền vào rất là mạnh đấy. BSI này thế này cũng rất là đẹp này. Đấy. TCI này đẹp này. HVS này đẹp này. APS đẹp, VC đẹp, xu thế lên nhé các anh chị nhé. Những cổ phiếu nào các anh chị gần nền thì các anh chị có thể mua bổ sung được khoảng 5-6% từ nền thì các anh chị mua được, mà các cái hoạt động test tiếp rũ bỏ của nó đều rất là đẹp anh chị nhé. Thứ nhất là nó phải có hai nguyên tắc các anh chị mua được. Thứ nhất là nó phải gần nền, thứ hai là trong cái xu thế lên của nó, các cái phiên là mua vào bán ra của nó phải chuẩn chỉnh, tức là mua vào phải khối lượng lớn và bán ra khối lượng thấp thì nó mới đẹp. Các cổ phiếu VDS này rất là đẹp, SHS này thế này chị nhân rất là đẹp. SS này khả năng sẽ tích lũy thêm ở đây, rất là đẹp. CTS này đẹp này, nó rất là mạnh. SBS này chị nhân rất là đẹp. AGR rất là đẹp. VND này thế nhé, cũng lên ok nhé. ORS này thế nhé. SSI này thế nhé. Các anh chị đừng có nói quan tâm đến cái việc mà nước ngoài hay người ta xả SSI hay cái gì. Thực ra nhìn đây chúng ta thấy nó vẫn xu thế lên anh chị nhé. Nước ngoài chưa chắc đã là nhà đầu tư lớn nhé. Nước ngoài chưa chắc là nhà đầu tư lớn. Thứ hai, nước ngoài đánh chắc gì đã chuẩn. Cho nên các anh chị đừng quan tâm nhiều về đấy. Tất cả chúng ta nhìn ở đây hết. Các anh chị khi mà các anh chị phân tích kỹ thuật mà các anh chị lồng một vài thông số vào đây thì vô hình chung nó lại thành là tác dụng ngược. Chúng ta có thể kết hợp phân tích cơ bản, phân tích kỹ thuật giống như mình nói với Ken Slim á, là cái phân tích cơ bản nó là điều kiện cần để biết là doanh nghiệp này nó sẽ sống sót được, còn cái điều kiện đủ để chúng ta giao dịch được hay không thì nó là các cái dòng tiền của các nhà đầu tư lớn, chúng ta phải đánh theo đó, chứ không thể dùng hai cái mà khớp với nhau theo cái kiểu cộng trừ nhân chia thì nó sẽ tính hệ số hệ siếc weight kia các thứ cho để nhân cộng trừ nhân chia thì sẽ bị sai anh chị nhé. Chỉ có điều kiện cần và đủ thôi. Phân tích cơ bản chỉ là điều kiện cần để nói rằng là doanh nghiệp này yes or no, còn mua hay không, mua thời điểm nào thì nó phải là phân tích kỹ thuật. Không phải phân tích kỹ thuật cổ phiếu mà chúng ta phải phân tích kỹ thuật thị trường chung, phân tích kỹ thuật dòng cổ phiếu và phân tích kỹ thuật cổ phiếu. Đấy. Cổ phiếu và các cổ phiếu anh chị em, anh chị nhé. VIX này thì mặc dù là nó đang xuồng down nhưng mà hiện nay có cái dòng tiền vào cũng khá anh chị nhé. Các anh chị nhìn thấy các số 1 này này. Đấy. Là dòng tiền vào cũng khá. Ok, mình sẽ chuyển qua cái dòng lúc nãy có nói về cái dòng hóa chất cơ bản này này, thì các anh chị nắm giữ rất ok nhé. PLC này. Đấy, hôm trước mình có nói chuyện với anh chị rồi, PLC này. CSV này. Ủa, CSV quá đẹp luôn đúng không anh chị? Khi mà nó đây là cái phiên mà nó khởi đầu thoát khỏi nền. Cứ thế nó chạy phăng 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 rất là đẹp luôn anh chị nhé. Khối lượng như này rất đẹp nhé. Khi mà nó lên khối lượng quá cao thì chắc đã tốt. Khối lượng có cao chứng tỏ là cung nhiều nhé. Nhưng khối lượng thấp thì không tốt rồi bởi vì thiếu cầu. Hoặc là giống như con APG, hoặc là nó quá thừa, tưởng người ta không có một tí cung nào cả. Nhưng mà như thế này là đẹp nhé. VNP cũng thế nhé, cũng đang lên đẹp, tích lũy thêm anh chị nhé, khối lượng kiệt vôn này. Hôm nay nó là một no demand, tuy nhiên là không sao cả, nó vẫn là đẹp.
PLP này xu thế lên này, các hóa chất cơ bản rất đẹp, DRI như thế này rất là đẹp, GBR này rất đẹp này, DGC thì quá đẹp rồi đúng không chị, nó chạy một lúc 4 nền rồi, 1, 2, 3, 4, 5 nền rồi, rất là đẹp. DPR thế nha, DPR thì hôm nay là bứt thoát. Dòng tiền vào chị nhé, nó đều số 1 hết này, 1, 1, 1, 1, 1, 1 rất là đẹp. Rồi, LTG này thì cũng vẫn ok chị nhé. Hôm trước các bạn hỏi là cây này cao không, có vấn đề gì không thì nó không sao cả nhé. Sau đấy nó lại cấu trúc nó chặt chẽ hơn. Đây là phiên rũ này, đây là test lại của phiên rũ và khối lượng thấp này, đây là test cung ba này, để test lại khối lượng thấp này, cổ phiếu này lên nhanh chị nhé, mua được nhé, ok đều rất đẹp. DDV này ok nhé. Đấy, rất là nhiều cổ phiếu đẹp, cái dòng hóa chất cơ bản rất đẹp. Mình sẽ đánh giá thêm cái dòng ngân hàng này các anh chị nhé. Ngân hàng hiện nay thì NVB thì hôm nay có một cái thanh giảm giá với khối lượng có sự gia tăng, thì nhìn đây thì nó cũng chưa ảnh hưởng gì nhiều, nó vẫn ở trên cái nền 2 thôi, vẫn nền 2 thôi, chưa vấn đề gì. Thì chúng ta theo dõi thêm. Ngoài ra các cổ phiếu khác thì nó kiệt vốn, nó như EVF này thì nó là một dạng nó hơi lỏng, nhưng mà nó đều là cổ phiếu kênh trên hết nhé. MVB rất là mạnh rồi, hôm nay rơi bán ra kéo lên rút chân. Chung dòng ngân hàng khá đẹp anh chị nhé, dòng ngân hàng thì chưa vượt đỉnh, nhưng mà nó cũng đã xuất hiện các cái tín hiệu SOS rồi anh chị nhé, tức là các cái cây kéo lên nhé. Mạnh, các cái tín hiệu SOS là các cái tín hiệu sign of strength ấy, là đẩy cổ phiếu lên. Đấy. HSB này sau một, đây là sign of strength này, đây là sign of strength này, hai cái này. Bán ra khối lượng thấp này kéo lên này cũng rất là đẹp nhé. Ngân hàng hôm nay có một số nhà đầu tư tháo chạy, cho nên là nó có những cái cây cao. Tuy nhiên cuối phiên nó lại rút chân lên. Nói chung ngân hàng này vẫn đẹp. Đấy thì anh chị có thể theo dõi trong ngân hàng này. Trong ngân hàng này đối với những cổ phiếu kiệt vốn thì có thể các anh chị cũng giải ngân được. Và mình nói ở cái phần cuối này, cổ phiếu kiệt khối lượng. À, tiếp theo là các cổ phiếu về số cổ phiếu về gì nhỉ? Thép đi. Thép này ví dụ GVS thì quá mạnh rồi anh chị nhé, nó vẫn đang xu thế lên. Ở đây mình có vẽ em trước rồi đây, Nam Kim thế nhá, xu thế lên. TLH này cũng đang xu thế lên, dòng tiền vào nhá đều là một hết, 1, 1, 1 hết này. HMC cũng thế, xu thế lên nhá. HMC này, hoa sen nhá anh chị nhé, thì sau khi mà nó trong một cái giai đoạn này nó gọi là tái cấu trúc, thì các anh chị thấy đây, đây là một cái phiên bùng nổ, nhưng nó là một SOS nhé, nó là một SOS. Trước mình cũng có phân tích với các anh chị về dòng thép rồi, thì khi các cổ phiếu dòng thép này nó sẽ cần thời gian. Ở trong giai đoạn này nó sẽ là ranh giới giữa pha A và pha B và pha đây là pha C này. Tựa giai đoạn này là lên trong nền nhé, và sau khi thoát nền nó lên ngoài nền. Thì đây thì nó là một SOS này, xong kiệt vốn tích lũy thì nói chung là dòng thép cũng ổn lại rồi anh chị nhé, nó cũng tương đối ổn rồi đấy. Phạm thì em trước nói đây là một EOS, các chị anh chị thấy vẫn còn đây đúng không? Thì nó vẫn sẽ tích lũy ở vùng này tiếp một chút, rồi nếu có mạnh thì nó sẽ kéo lên. Dòng thép thì cũng khá ổn rồi anh chị nhé, khá ổn hơn trước. Bây giờ dòng thép này còn ổn hơn, khả năng ổn hơn dòng dầu khí rồi. Đấy. Và một số cổ phiếu về xây lắp, đấy các chị thấy này, TGG này lên mạnh này. Thì là CG này thế này. Đấy, thế như cổ phiếu mạnh. C47 này thế lên này. PC1 này thì là ok này, trước vẽ rồi đúng không chị? Đây là một cái nền tích lũy khá là dài, nó đang tích lũy lại kiệt vốn anh chị nhé. Cổ phiếu này nếu mà kiệt vốn thì chúng ta sẽ mua phần này được, vẫn thể tham gia được cái nền 2 anh chị nhé, rất là đẹp. FCN lên nhé, HTN lên nhé, đấy, SZC nhé, SZC lên nhé, anh chị thấy đúng không? Cả một cái đoạn trend của nó rất là rõ nét đúng không ạ? À, tiếp theo là bên các cổ phiếu xây dựng cũng khá đẹp anh chị nhé. Một số anh chị hỏi về cái cổ phiếu thực phẩm. Thực phẩm ở đây thì nó cũng có dòng tiền vào đấy, như lấy SS này, FMC này thì cũng khá là mạnh. Nhưng hôm trước cái dòng ấy có dệt may, có TNG cũng rất là mạnh, thì FMC nó chạy cùng với TNG đấy, khá là mạnh. FPT cũng thế này,
dòng tiền vào này rất là ổn. Gil này nhé, Gil này thì nó nhanh quá, hôm trước mình còn nói chuyện với anh chị là nó sẽ tích lũy ở đây và chúng ta sẽ mua ở đây, tuy nhiên nó chạy hơi nhanh, hôm nay mua vào như thiếu khối lượng thì khả năng nó sẽ tích lũy lại ở đây, thì Gil này chúng ta có thể đánh giai đoạn sắp tới. Đấy, QNS này thì nó vẫn lên anh chị nhé. Đó thì cơ bản hôm nay mình sẽ rà soát các cái cổ phiếu này là các cái cổ phiếu chính. Và cuối cùng thì các anh chị có những cái câu hỏi của các cái mong muốn về phần giải đáp về kiến thức, về kinh nghiệm, chia sẻ kinh nghiệm hoặc phân tích các cổ phiếu thì các anh chị có thể comment ở phía dưới của video hoặc là liên hệ qua số điện thoại hoặc Zalo thì mình sẽ nhanh chóng làm các cái video hoặc giải đáp cho các anh chị. Đấy, các anh chị ủng hộ kênh thì bằng cách like và share video đến những người quan tâm. Và cuối cùng thì các anh chị đừng quên là subscribe kênh, ủng hộ kênh. Cảm ơn các anh chị, chúc các anh chị buổi tối vui vẻ và chúc các anh chị đầu tư thành công. Cảm ơn các anh chị, hẹn gặp lại.